Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Top Sao Hàn, kênh cập nhật tin tức về các ngôi sao K-pop. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Hanbin Ngô Ngọc Hưng là một trong những người Việt thành công ra mắt tại giới giải trí xứ Hàn. Nam idol hiện đang hoạt động trong nhóm nhạc Tempest trực thuộc Jiho Entertainment. So với đồng đội thì Hanbin nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Không những thế, Hanbin còn khiến khán giả quê nhà ấm lòng vì tích cực quảng bá nền văn hóa Việt Nam ra nước bạn. Hanbin nhận được nhiều tình yêu mến từ khán giả trong nước lẫn người dân xứ Kim Chi. Hoạt động tại Hàn Quốc, Nam Idol thường xuyên dạy đồng nghiệp nói tiếng mẹ đẻ. Cụ thể, Nam Idol đã chỉ ươn chan câu nói bắt chen của giới trẻ Việt Nam. Mình yêu cậu, rìa hơn tô bún riêu, làm fan thích thú. Không chỉ quảng bá Việt Nam thông qua việc dạy đồng đội nói tiếng mẹ đẻ, Hanbin còn tự tin thể hiện động tác múa quạt Vinahow nổi đình của giới trẻ nước nhà. Nam idol đã thành công truyền bá điệu nhảy huyền thoại này cho thành viên hức trong nhóm. Được biết, tại buổi fansign của Tempest, Hanbin còn bất chấp chiều fan bằng điệu múa quạt đẳng cấp khiến ai cũng ngẩn ngơ. Ở những buổi livestream giao lưu với fan, Hanbin còn tự hào quảng bá ẩm thực quê hương. Nam idol thường xuyên gợi ý cho người hâm mộ những món ăn vặt về hè, gắn liền với tuổi thơ của nhiều người thay vì đồ xa xỉ đắt tiền. Tình yêu quê hương của Hanbin luôn là điều khiến fan ấm lòng. Nam thần tượng 9X từng quảng bá cà phê tới những đồng nghiệp khác. Anh chàng thừa nhận bản thân thường xuyên uống cà phê để nhớ tới hương vị thân thuộc của nơi chôn rau cát rốn. Trước đó, khi tham gia chương trình Idol Radio, Hanbin đã chiêu đãi thính giả bài hát Một Con Vịt, giai điệu tuổi thơ của rất nhiều thế hệ trẻ Việt Nam. Lần khác, khi góp mặt tại show FM4U, Hanbin không ngần ngại hát chay ca khúc Ánh Nắng Của Anh để giới thiệu với khán giả Hàn nền âm nhạc của nước ta. Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, Hanbin đã có dịp trở về quê nhà sau thời gian dài. Nam idol không ngần ngại chia sẻ những khung cảnh đậm chất Việt Nam khiến fan thích thú. Hoạt động cùng Tempest, Hanbin là thành viên có độ phủ sóng rộng rãi nhất. Nam idol được đánh giá cao về khả năng nhảy. Trong nhóm, Hanbin được xem như một hình mẫu vũ đạo, thường xuyên chỉ dạy các em. Đặc biệt với lần comeback vào tháng 11 năm 2022, Hanbin là thành viên đảm nhận live hát nhiều thứ hai trong nhóm. Đồng thời, nam thần tượng cũng thường xuyên được nhà đài chặn ảnh lên thumbnail. Hoạt động tại xứ người, Hanbin luôn tận dụng mọi cơ hội để quảng bá hình ảnh nước nhà. Điều này khiến fan vô cùng tự hào và ấm lòng. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Top Sao Hàn. Để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất và hot nhất thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất và nhanh nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!